Không cần phải tốn đến hàng chục triệu đồng để xây dựng được bản vẽ thiết kế cho ngôi nhà của bạn. Chọn ngay mẫu nhà ưng ý có sẵn từ nhadep30giây.com, kho thư viện mẫu nhà lớn nhất Việt Nam. Hơn 5.000 mẫu nhà đẹp đang chờ bạn. Truy cập ngay nhadep30giây.com. Google ra đời như thế nào? Google đã được thai nghén như thế nào và có một tuổi thơ ra sao khi bố mẹ của nó, hai nhà sáng lập ban đầu có vẻ không ưa nhau? Larry nghĩ Sergey kiêu ngạo, Sergey nghĩ Larry khó chịu, nhưng nỗi ám ảnh về những đường liên kết lại đưa họ đến với nhau, cùng sáng lập ra một tập đoàn tìm kiếm nổi tiếng. Hai nhà sáng lập cãi nhau liên miên. Tất cả bắt đầu bằng một cuộc tranh cãi. Lần đầu tiên gặp Larry Page vào mùa hè năm 1995, Sergey Brin là một sinh viên năm thứ hai khoa khoa học máy tính tại Đại học Stanford. Bản chất thích đàn đúm, giao du, Brin đã xung phong làm sinh viên tình nguyện, giúp đỡ các sinh viên năm thứ nhất trong quá trình nhập học. Page là một sinh viên kỹ thuật của trường đại học Michigan, lọt vào nhóm của Brin. Ấn tượng ban đầu không tốt tí nào. Hai người liên tục cãi nhau, tranh luận về nhiều vấn đề, trong đó có giá trị của việc quy hoạch đô thị. Brin sống rất xã hội, giỏi giao tiếp, cậu ấy thích gặp gỡ mọi người. Pete nhớ lại, trái ngược với tính trầm lặng, ít nói của Pete. Tôi nghĩ cậu ta thật ngạo mạn, cậu ta có những ý kiến rất mạnh mẽ về mọi thứ. Cả hai chúng tôi đều nhận thấy người kia kiêu căng. Brin phản pháo khi được biết về phản ứng của Pete, nhưng chúng tôi cùng nói đó chỉ là đùa cợt. Rõ ràng chúng tôi đã dành nhiều thời gian nói chuyện với nhau, vì thế mới có sản phẩm chung. Chúng tôi luôn đùa cợt để mọi thứ tiến lên. Lẽ ra Pete và Brin đã choảng nhau, nhưng cả hai đều cùng làm cho mũi kiếm của nhau sắc bén hơn mà thôi. Bắt đầu từ bài luận văn của Pete. Mấy tháng sau, Pete bắt đầu tìm kiếm đề tài cho bài luận văn của mình. Đây là một quyết định quan trọng khi Pete được công bố là một giáo sư khoa học máy tính ở Michigan State. Nói rằng bài luận văn có thể hình thành nên toàn bộ sự nghiệp của người viết. Pete đã chọn ra khoảng 10 ý kiến và nhận bị thu hút bởi WorkRite Web. Pete nhận thấy Web hấp dẫn nhờ các tính chất toán học của nó. Mỗi máy tính đều có một điểm nút và mỗi đường liên kết trên một trang web lại có một kết nối giữa các điểm nút. Đây là một cấu trúc đồ thị khổng lồ. WorkRite Web, Pete lý luận, có thể là một đồ thị lớn nhất trên trái đất và nó đang phát triển ở tốc độ quá nhanh. Pete bắt đầu suy nghĩ về các đường liên kết cấu trúc của web. Tháng 1 năm 1996, Pete bắt tay và tiến hành dự án công cụ tìm kiếm đầu tiên mang tên Backdraft. Lúc đó, web đã có khoảng 10 triệu tài liệu và có một số lượng các đường link liên kết giữa các tài liệu này. Chưa biết chính xác sẽ đi tới đâu, Pete bắt đầu xây dựng những dự án riêng của mình. Sự phức tạp và quy mô của dự án Backdraft đã thu hút Brin. Là một người thông minh từng tham gia nhiều dự án, Brin phát hiện ra tiền đề nằm sau Backdraft thật quyến rũ, hấp dẫn. Tôi đã nói chuyện với nhiều nhóm nghiên cứu ở trường đại học, Brin nhớ lại. Và đây là dự án hấp dẫn nhất mà tôi thích làm vì nó liên quan đến web, đại diện cho kiến thức con người, vừa vì tôi thích Pete. Tháng 3 năm 1996, Pete trình diễn dự án của anh chàng chỉ một trang duy nhất là trang chủ tại trường Stanford. Rất may giờ đây Pete đã làm việc với Brin. Brin là con trai của một nhà khoa học NASA và một giáo sư toán của trường đại học Maryland. Anh sinh ra ở Nga, di cư đến Mỹ cùng với gia đình năm 6 tuổi. Khi Brin còn là một học sinh phổ thông, anh được công nhận là một thần đồng toán học. Anh rời khỏi trường trung học sớm hơn một năm để vào học trường đại học Michigan. Khi tốt nghiệp, anh ngay lập tức đăng ký vào trường Stanford. Ở đây, với tài năng của mình, Brin được phép không phải làm gì. Thật tuyệt, Brin từng nói. Đặc quyền này cho phép Brin tham gia vào các lớp học phi khoa học như chèo thuyền, bơi, lặn. Và anh tập trung năng lực thông minh của mình vào những dự án hấp dẫn hơn là vào việc học tập ở trường. Cùng nhau, Pete và Brin tạo ra một hệ thống xếp hạng, ban thưởng cho các website có nhiều đường liên kết đến và trừng phạt những trang không có đường liên kết. Chẳng hạn nhiều trang web liên kết đến IBM.com, những đường link này có một thể của một đối tác kinh doanh trong ngành công nghệ hay một nhà lập trình thiếu niên vừa mua chiếc ThinkPad nhân lễ Giáng sinh. Ở góc độ con người, đối tác kinh doanh là một liên kết quan trọng đối với vị trí IBM trên thế giới. Nhưng làm thế nào để một thuật toán hiểu được điều đó?
đột phá của Pate và Brin là tạo ra một thuật toán tên là PateRank. Trở lại ví dụ trên, giả sử chỉ một trang link đến trang của cậu bé thiếu niên, ngược lại có hàng ngàn trang link đến intern và những trang này tính trung bình lại có hàng ngàn trang khác link đến họ. Lúc này, PateRank sẽ xét trang của nhà lập trình thiếu niên ít quan trọng hơn trang web của intern. Dần dà, Backgraph trở thành một công cụ tìm kiếm. Pate và Brin nhận thấy các kết quả của Backgraph tốt hơn hẳn so với các công cụ tìm kiếm lúc bấy giờ là Atavisa và Excite, luôn đưa lại kết quả không liên quan. Những công cụ tìm kiếm Atavisa và Excite chỉ để ý đến chữ text mà không để ý đến các tín hiệu khác, Pate nhớ lại. Tín hiệu khác chính là PateRank. Lúc này, Pate và Brin biết họ cần phải tiến tới một cái gì đó to lớn hơn. Hai nhà sáng lập đã đặt tên mới cho công cụ tìm kiếm của họ là Google. Họ công bố phiên bản Google đầu tiên trên trang web của trường đại học Stanford vào tháng 8 năm 1996, một năm sau khi hai người gặp nhau. Tuổi thơ, Google phải đi vay, mượn, ở nhờ. Google trở nên nổi tiếng trong trường Stanford. Như được tiếp thêm năng lượng, Brin và Pate bắt đầu nâng cấp dịch vụ. Họ nhanh chóng nhận ra các công cụ tìm kiếm cần phải có lượng máy tính lớn. Không có tiền để mua máy mới, họ đã xin mượn một ổ cứng từ phòng thí nghiệm trên mạng, một chiếc CPU thừa của khoa, dùng căn phòng ngủ tập thể trong trường đại học của Pate làm phòng thí nghiệm máy và sau khi chất đầy thiết bị trong phòng ngủ của Pate, họ lại chuyển phòng ngủ của Brin thành một căn phòng và trung tâm lập trình. Họ nối mọi thứ của mình vào mạng lưới băng rộng của trường đại học Stanford. Lúc đó, dự án của hai người vốn gần nửa băng tần của toàn bộ mạng Stanford, trong khi Stanford là một trong những trường được nối mạng tốt nhất trên hành tinh. Vào mùa thu năm 1996, dự án của họ liên tục khiến các kết nối của Internet của Stanford bị đứt. Thực tế, công cụ tìm kiếm của hai người đã dùng trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu. Chúng tôi may mắn đã được nhiều người ở Stanford ủng hộ, Pate nhớ lại. Họ không hề khiển trách gì về những nguồn tài nguyên mà chúng tôi sử dụng quá nhiều. Giáo sư John Kleinbeck của trường đại học Cornell rất quan tâm đến tác phẩm của Pate và Brin. Ông đã khuyên Pate công bố nghiên cứu về PateRank trên một tờ báo khoa học. Nhưng Pate nói anh ngại công bố xuất bản. Lý do là anh sợ một ai đó có thể ăn cắp ý tưởng của anh và với PateRank, Pate cảm tưởng như anh đang có một công thức bí mật, Kleinbeck nói. Mặt khác, Pate và Brin cũng muốn trải qua những gian khổ của việc thành lập và điều hành một công ty. Tuy vậy, cuối cùng họ cũng đã công bố tác phẩm của mình và tên miền google.com được đăng ký vào ngày 15 tháng 9 năm 1997, theo trang web Bách Khoa Toàn Thư Wikimedia. Hai người chính thức thành lập công ty Google Inc. vào ngày 7 tháng 9 năm 1998 tại gara của một người bạn ở California. Văn phòng của họ có cả một chiếc máy giặt, một máy sấy khô và một chiếc bồn tắm nước nóng. Ngoài ra, văn phòng còn có chỗ để xe cho nhân viên đầu tiên mà Google tuyển dụng. Chris Silverstein chính là giám đốc công nghệ hiện nay của Google. Lúc đó, trang web google.com vẫn đang là bản beta, nhận khoảng 10.000 câu lệnh tìm kiếm mỗi ngày. Báo chí bắt đầu để ý đến trang web mới tinh luôn đưa ra những kết quả tìm kiếm liên quan đến chủ đề. Các bài báo tán dương Google xuất hiện trên USA Today và Le Monde. Tháng 12 năm đó, tạp chí PC Magazine gọi Google là một trong số top 100 website và công cụ tìm kiếm của họ trong năm 1998. Ngày 21 tháng 9 năm 1999, nhãn hiệu Beta mới được gỡ khỏi Google.com. Google dần vươn ra thế giới. Tên Google xuất phát từ một lỗi chính tả Google, nghĩa là con số 1 được theo sau 100 con số 0. Ngày nay, Google đã trở thành một động từ trong từ điển Oxford English Dictionary năm 2006. Từ Google được định nghĩa là dùng công cụ tìm kiếm Google để lấy thông tin trên mạng Internet. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.